đây. Thọt kẹt đây, đấy. Đấy, thọt kẹt to chưa? Ý ồ, đấy. Chỗ này nhiều quá. Cá hồ. Nhiều lắm.
kẹp này người ta chạy ra xuống người ta đều cái đó. Đúng rồi, chọn miếng nhỏ thôi, ăn chọn miếng to thế. Nhỏ chú lấy đi. Đấy. Thối. Thối. Con này là con quắn hay con quéo? Liên Minh là nổi tiếng món gì em ơi? Con giỏi không? Có thể phải dứa đi thôi. Lấy cái này anh muốn đi. Bê vào cho bác Hà cho mình. Có người cho em. Ừ. Mà ăn cho bác Hà. 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 Ăn nấm thơm, nước chấm vào. Tí mình ăn cóc chẳng là cái này cơ. Ui, chai rượu của Nguyễn này. Nó bị lỗi thời. Bạn Hưng cũng không nghe máy hả? Giống bạn đấy, giống bạn đấy nhưng mà lại không phải. Con này là chín đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.